chính là thần phi bài năm xưa bây giờ đã khác. Ôi thần xuống lớp do ăn nhiều quá nên đỡ béo như này đấy các bạn ạ. Ta nhất định sẽ báo thù. Chế tạo vũ khí mới. Ta thể bắn được. Nhìn thấy kinh chưa? Chào đồng chí. Anh đã hết năm tù rồi. Bây giờ anh đã được giải thoát. Ok, cảm ơn anh. Ở tù đi. Đây để báo thù. Bây giờ ngươi với ta hãy thi đấu để giành lại lãnh thổ đi. Ngươi chấp nhận lời thách đấu của ta không? Thích thì chiều. Bây giờ nha, ta sẽ kết liễu người giống như năm xưa người đã kết liễu ta.